Xin chào các bạn, trở lại với kênh review thiết bị điện tử của Babson. Hôm trước khi mà mình review xong cái mạch TPA3221 của NC Synapse ấy, thì mình nhớ ra rằng là mình đã từng mua một module chip TA8210AHQ của anh ấy. Thời điểm đấy cái dòng chip ARM này rất được nổi tiếng ở trên các diễn đàn chơi chip ARM. Cũng cùng một thời điểm đấy thì thấy xuất hiện thêm một cái dòng chip khác là Kia 6210 cùng cấu trúc với lại con TA8210 này. Nó chỉ khác nhau là hai cái hãng sản xuất khác nhau, một dòng TA của bên Toshiba và một dòng Kia thuộc về hãng Korea Electric của Hàn. Thời điểm đầu ấy, dòng TA8210 đánh giá rất là cao, sau đó thì một số anh em chơi nói rằng dòng Kia nghe âm thanh chắc hơn và hay hơn. Mình thì cũng chưa có dịp thưởng thức thử cái dòng Kia 6210, nhưng mà dòng 8210 thì mình có rồi. Và đây chính là TA8210AHQ chữ vàng. Khi anh ấy ra phiên bản này thì anh ấy có giới thiệu với anh em trên diễn đàn chơi chip em thì được rất là nhiều anh em đặt. Mình may mắn là còn bo cuối cùng. Sau một thời gian chơi thì mình cũng do công việc bận nên là mình cũng không có thời gian chơi nữa và mình cất đi. Nghĩ rằng thời điểm này chính là thời điểm rất thích hợp để mình ghép và review cho các bạn thử nghe cái chất âm của cái dòng chip ARM TA8210 này. Bên cạnh đó thì cũng có lẽ là một cái cơ hội thì bây giờ mình có thể đặt mua một cái mạch Kia 6210. Chúng ta có hai mạch chip ARM, một là TA8210AHQ và một là Kia 6210AH. Và chúng tôi đánh qua một xíu nhé. Nói chung là các linh kiện ở đây hầu hết đều sử dụng các cái linh kiện tốt. Đối với mạch TA8210 thì anh ấy dùng loại này, mạ vàng tại chân này, đấy, các cái chân hàn. Còn cái mạch này thì là mạ thiếp thông thường thôi, nhưng về cái thiếp đồng và cái chất sơn thì nghĩ là giống nhau. Cái cách thiết kế của cái mạch này thì cái phần nối tầng ấy, họ anh ấy bên đấy họ thiết kế nó ra tách biệt hẳn ra. Có lẽ là họ nghĩ đến cái chuyện là để mà giữa cái phần xuất âm và cái phần khuếch đại phía sau nó không ảnh hưởng đến phần tầng đầu vào. Còn đối với cái mạch này thì cái mạch này thiết kế khá là gọn. Sau đây mình sẽ giáp hai mạch này vào nguồn và cấp tín hiệu âm thanh để test cho các bạn nghe thử. Đây, hiện tại thì mình đã kết nối các cái thành phần nguồn cấp cho mạch tín hiệu âm thanh vào và kết nối hai dây loa. Trên ký hiệu của mạch ấy thì có cộng trừ thì mình sẽ đấu đúng với hướng cộng trừ. Và nguồn cấp ở đây mình sử dụng nguồn 12V đã được qua mạch ổn áp kết nối với cặp loa Sony tầm dài 12 cm. Đây chính là cặp loa mình đang sử dụng. Loa này là loa Sony 12 cm của dòng TV 29 mình. Thì cặp này mình mua cũng giá vừa tầm, khoảng tầm thời điểm đấy là 550k. Với lại cái thùng này thì mình may mắn được một cái bạn đóng loa gần mình mua với cái giá thời điểm đấy cũng tầm hơn 1 triệu. Thùng toàn giải đóng cây cũng khá là đẹp và chắc chắn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ test âm thanh cho các bạn nghe nhé. Thank you.
bạn quan sát là thấy cái đèn đèn báo nguồn ấy nó nháy nháy nhỏ, khi mà đánh tiếng bát mạnh nó hơi nhỏ, nó có vẻ là phần cấp nguồn của mình hơi không đủ, đang để cho nó cái mạch đang chạy với công suất khá là cao so với lại cái tầm công suất 25W. Thì vì là cái mạch này mình không qua volume mà nên là nó đang ở cái mức gain cao nhất. Bây giờ mình sẽ giảm xuống ở cái mức đánh chính xác của nó là tầm 20 cho đến 25W nhé. Sau đây mình sẽ đấu tiếp cái mạch TA8210 cùng với cái mức volume như vậy để mình kia cảm nhận thử nó khác biệt nhau hay là như nào nhé. Ok, đó, hiện tại thì đã kết nối xong. Và chơi lại đúng cái bản nhạc vừa rồi nhé. Mình mở lại cho các bạn nghe thử. Mức volume có vẻ cùng volume nhưng mà cái âm thanh từ mạch này thì nó nhỏ hơn so với con Kia 6210 một xíu, nhưng mà thực ra nó do nó khác biệt một ở đó. Trên con Kia 6210 ấy sử dụng cặp tụ 4.7 microfarad, còn đây thì sử dụng cặp 3.3 microfarad, nên là cái mức tín hiệu ở trên mạch này nó sẽ nhỏ hơn so với cái con kia. Đó. Mình thử tăng mức volume để nó tương ứng với con kia nhé. Để mình nghe cảm nhận cái chất âm nó khác nhau này không? Các bạn thấy không? Thực ra thì ngoài cái khác nhau về cái mức volume ở còn lại thì mình cảm giác như là hai con này nó giống hệt nhau về cả chất âm ấy, nó rất là đều về cả hai giải.
giải chép và giải giải chung. Còn giải bát thì thực ra thì chip này không phải chuyên về giải bát, cho nên là mình nghe cái tiếng nó cũng chắc ở cái mức nào đó thôi, chứ nó không có cái sự uy lực như là chơi Clash đi. Nhưng mà nó lại chơi toàn giải mà, và bản chất cái loa của mình nó cũng chỉ là cặp loa toàn giải, nó không chuyên sâu về về loa bát, nhưng mà nghe thì rất là chi tiết và âm thanh nó trong. Nếu mà cảm nhận kỹ hơn một xíu thì mình cũng có cảm giác là con TA 8210 ấy thì cái giải chép nghe nó mềm hơn một xíu, còn Kia 6210 nó đanh, tiếng nó chắc. Cái chắc cùng với cái chip âm này thì mình có lẽ mình cũng sẽ có kế hoạch riêng cho dòng chip âm này, ở cái chỗ là cái chân của nó là dạng chân chân cắm hàn. Buổi sau mình sẽ mua một bộ linh kiện giống như thế này, trừ không có mạch, và về mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà mình đã từng hàn câu chân như thế nào. Vâng, xin chào các bạn, buổi review âm thanh của mình hôm nay đến đây là kết thúc.